Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong ngày này Giang sẽ chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Balance Pool thứ 51 của dự án Saga để stake BLB và FBD để nhận token Saga hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ngoài ra chia sẻ thêm nhé, nếu như nào là người mới mà trước hết sử dụng app sàn Binance ấy, thì Giang cũng sẽ để link series video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta sử dụng app Binance, từ cách đăng ký tạo tài khoản này cho đến là cách nạp rút tiền, rồi cách chơi dịch ở trên app Binance ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Trước tiên thì Giang sẽ giới thiệu cho em về dự án Saga Protocol nha. Thì đây là dự án cung cấp dịch vụ xây dựng blockchain dành cho các ứng dụng này. Hay nói cách khác ấy, Saga là một mạng blockchain được sử dụng để khởi chạy các blockchain khác nha. Được gọi là Chainet này. Trong hệ sinh thái Saga, Chainet được bảo mật bởi validator của Saga thông qua một cơ chế gọi là Interchain Security, một hệ thống bảo mật chung từ Cosmos nha. Và đây thì em sẽ stake BLB và FD trong vòng 4 ngày kể từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4 này để tạo thể là nhận được token Saga nha. Kế tiếp này thì vào lúc là 21 giờ ngày 9 tháng 4 này thì đồng Saga này sẽ được list lên sàn Binance và sau đó ấy, thì em có thể là giao dịch mua bán đồng Saga này nha. Tiếp theo là thông tin về token Saga này. Tên token là Saga này. Rồi tổng cung tối đa này là 1 tỷ token Saga nha. Ok, long pool thì tổng là 45 triệu token này, chiếm 4,5% này. Rồi tổng cung lưu hành này là 90 triệu này. Ok, thì đây để có thể là tham gia Binance Pool ấy, thì bắt buộc anh em cần xác minh danh tính KC nha. Rồi. Kế tiếp này thì pool BLB trong Binance Pool này thì phần thưởng sẽ là tổng 36 triệu token Saga nha. Rồi pool FDD này chiếm là 20% này, tức là phần thưởng sẽ là 9 triệu token Saga nha. Ok. Bây giờ thì Giang sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta tham gia Binance Pool thứ 51 để có thể là nhận được token Saga nha. Thì đầu tiên ấy, anh em sẽ cần có cho Giang là BLB này hoặc là FBD bằng cách là chúng ta sẽ giao dịch spot này, tức là giao dịch giao ngay này hoặc là giao dịch PEP nha. Ok. Và sau khi em đã có BLB hoặc là FBD trong ví giao ngay này thì em sẽ nhấn mục trang chủ nha. Sau đó anh em sẽ chọn long pass cho Giang này. Nếu như em nào chưa hiện long pass ở mục trang chủ ấy, thì em sẽ nhấn vào xem thêm này. Kế tiếp kéo xuống này. Kéo xuống mục ơn cho ra nha. Và chọn là long pass này. Tiếp nữa thì em sẽ chọn là long pool này. Rồi thì đây chính là dự án Saga để chúng ta thể là stake BLB và FBD để nhận token Saga nha. Và em quan sát này là đây chúng ta sẽ có hai pool thưởng là FBD cũng như là BLB này. Đầu tiên thì Giang sẽ stake FBD nha. Nhấn vào này. Để stake thì em sẽ nhấn vào stake nha. Sau đó nhập vào số lượng FBD hoặc là BLB em muốn stake nha. Rồi đã stake thành công này. Tương tự như thế là BLB pool này. Ok. Và phần thưởng token Saga sẽ được trả theo giờ nha. Cứ mỗi 1 giờ ấy, thì em sẽ vào đây để có thể là nhận phần thưởng này. Đó, em kéo xuống này, nhấn vào nhận này. Rồi, đã nhận thành công nha. Tương tự như thế ở pool FDD này. Ok. Và phần thưởng token Saga này, sau khi em nhận được ấy, thì sẽ ở trong ví giao ngay nha. Nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng này. Sau đó chọn ví giao ngay cho Giang này. Loan lại nha. Kế tiếp kéo xuống này. Đây em quan sát này. Đây chính là số token Saga Giang vừa nhận được này. Đó, 1,722 token Saga nha. Thì đó là cách chúng ta tham gia Binance Pool thứ 51 để có thể là nhận được token Saga hoàn toàn miễn phí nha. Như vậy là Giang đã hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Binance Pool thứ 51 để có thể là nhận được token Saga hoàn toàn miễn phí 100%. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại các em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.